Ở bên Mỹ người ta có cái đài truyền hình đó, người ta phát sóng về cái phim động vật hoang dã đó các bạn. Về mấy cái động vật, người ta mấy cái người này, mấy người chuyên gia này, người ta nghiên cứu về cái động vật. Thì tiếng Mỹ nó gọi là The Nature. Thì cách nay cũng lâu lắm rồi Quốc có coi một cái chương trình ở trong cái truyền hình động vật hoang dã đó. Thì họ chiếu về cái động vật, cái bầy sư tử đó. Thì cái con sư tử đực là cái con mà lớn trong đàn, con mà tiếng Mỹ nó gọi là alpha, là nó là một cái con giống như là có bản lĩnh, giống như là da dẻ, như là thủ lĩnh đó, alpha là thủ lĩnh trong đàn đó. Thì nó đi, cái con sư tử đó nó là bên cái vùng khác của ông, nó đi vô xâm chiếm vô một cái vùng khác. Thì tại vì nó đang cần tìm một người phụ nữ, sư tử phụ nữ á. Cái nó tới đàn sư tử lạ đó. Thì thường thường á, nếu mà mình sư tử ở cái vùng khác mà vô cái lãnh địa khác á, là phải chiến đấu đó. Thì nó tới cái đàn sư tử, nó chiến đấu với một cái con sư tử thủ lĩnh của cái phe khác. Xong hai bên chiến đấu với nhau, tại vì nó muốn con cái quá. Nó giết cái con sư tử này, cái con sư tử đực của bên cái phe mà nó đang có vợ với nó, có gia đình của nó với con bầy con. Con á, thì tiếng Mỹ nó gọi là cub. Cub là mấy đứa con á. Nó giết cái con lạ kia, nó tới, nó xâm chiếm, nó giết. Nó chiến đấu với cái con. Nó không có giết cái con đực của bên cái phe, bên cái vùng này, mà nó chỉ cái đấu thôi. Nó thắng xong cái nó giết một bầy con. Thì sau khi nó giết một bầy con đó, thì cái con sư tử mẹ này không biết làm sao đó, dần dần cái cũng hòa nhập vô, tại vì nó là alpha, mà alpha là thủ lĩnh, mà cương với nó là cái câu chuyện ở trong đây họ cho mình biết là cái giống cái. Mặc dù cái con kia nó giết con mình, nhưng mà mình cũng phải về cái sự tồn tại. Thì tồn tại là tiếng Mỹ nó gọi là survivor, cho nên mình phải cắn răng cắn chịu mà để cho nó ăn ở đó. Thì cái con sư tử thủ lĩnh nó bên cái phe bên kia đó, nó giết cái bầy thủ lĩnh bên đây, nó giết một đàn con của cái con sư tử cái mép bên thuộc địa khác. Rồi thay vì cái con sư tử này rửa hận là giống như giết con của mình, mà tại sao không trả hận, mà không có thù, mà còn lại đi ăn ái với cái con sư tử là cái kẻ thù giết con của mình, giết một bầy con của mình đó. Nhiều người ta coi cái chương trình đó thì người ta cảm thấy bị sốc với ông, nhưng mà tại vì mấy cái người này người ta nghiên cứu, mấy cái chuyên gia này người ta quay phim để cho mình tìm tòi, mình tìm hiểu về cái loài cái đó. Thì ngoài cái câu chuyện mà đàn sư tử này, cái con sư tử cái mà bị kẻ thù giết con của mình mà dẫn đi ở với nó, cho nó ăn ở, cho kẻ thù ăn ở, thì ngoài cái cốt truyện này, thì nói về cái cốt truyện loài người đó, thì có những cái chương trình khác người ta cũng chiếu về cái thời đại Mông Cổ các bạn. Ở bên Mỹ đó, nó chiếu bên Mỹ họ hay lắm, họ chiếu phim tài liệu Việt Nam của mình, phim gì nó cũng chiếu hết đó. Nó về Việt Nam nó quay ăn cơm món gì làm sao là người Mỹ nó biết hết các bạn. Nó đi về Việt Nam nó quay các bạn. Ở bên Mỹ nó có mấy ngàn đài, mấy ngàn kênh TV, nó có đủ thứ loại kênh đó. Nó có cái chương trình giống như kênh coi miễn phí, rồi coi kênh đóng tiền hộp, rồi coi coi kinh cáp.
mấy cái quốc gia khác á, người ta có mấy trăm đài, mà nước Mỹ nó có tới mấy ngàn đài. Nhiều người người ta chế nhạo á, ở Mỹ mình không có thời gian để mình coi, đóng tiền chi cho nó uổng, mình đóng đã mình đâu có đủ thời gian coi. Người ta nói ngạo vậy luôn á các bạn. Giống như mình trả tiền cáp, trả tiền hộp vệ tinh rồi đó, nhưng mà mình trả cho những cái chương trình đó nhưng mà mình không có thời gian để mình coi đó. Thì họ chiếu về cái chương trình mà cái thời đại đế chế Mông Cổ đó, thì cái thủ lĩnh của Mông Cổ đó, cái nhà vua đó, cái ông đại tướng đó, ổng là thì trong cái tiếng Mỹ nó gọi là empire. Những cái tài liệu này họ chiếu nhằm mục đích đó, họ cho cái người coi, họ gửi cái thông điệp đó để mình tìm hiểu cái loài người, cái giống cái của cái người phụ nữ. Thì á, cái vợ của cái ông Mông Cổ này nè, có một hôm á bị thất thế, thì nó cũng tự tự như cái câu chuyện mà cái đàn sư tử nãy vậy đó. Đó thì cái ông này á, cái ông thủ lĩnh Mông Cổ này á, ổng bị bại trận. Thì không phải là bị bại trận mà quýnh trận sao đó, bị trong cái lúc đánh đó thì bị cái phe Trung Quốc. Cái câu chuyện nó xảy ra là cái nước trong Trung Quốc á, nó đi qua bên Mông Cổ, giống như vua này vua kia vậy đó, nó bên nước Trung Quốc á, nó qua nó xâm chiếm Mông Cổ. Mà cái tổ Trung Quốc này nó ác lắm các bạn, nó vô cùng ác. Nó đánh cái ông Mông Cổ đó, rồi nó cướp vợ ổng, nó đem về nó hãm hiếp các bạn, nó hiếp dâm các bạn. Nó vô cùng ác. Nó cướp vợ của ông, cái ông thủ lĩnh Mông Cổ. Nó về nó hiếp. Rồi cái cốt truyện nó chiếu cho mình coi là cái bà, trong cái thời gian của cái bà này, bà bị như vậy đó, thì bà phải chiều lòng cái tụi kia. Tại vì nó cái tụi mà nó đi lính ở ngoài biên cương á, nó cần cái sự tình dục đó các bạn, quân lính đó. Nó cướp của, nó cướp cải, rồi nó cướp bà để khi mà nó cần giải quyết thì nó đem bà ra. Thì nó chiếu cho mình thấy đó là bà chiều lòng trong cái thời gian đó đó. Thì cái thông điệp người ta gửi đó là cái human của cái female, là cái giống cái là họ phải tồn tại, thì họ phải cho cái đám này chiều chuộng cho nó phục vụ nó đó. Xong cái ngày qua ngày, thời gian nó qua, thì cái chồng của bà là cái ông thủ lĩnh bên cái đế chế Mông Cổ đó, the Mongol Empire, nó đánh lại thì nó cứu bà thì đem bà về thì rồi sống giống như là ăn ái. Thì bắt đầu cái kết cục cái phim á là bà có bầu. Cái lý do mà cái người mà người ta viết cái phim á, người ta cho mình biết á là bà mang cái bầu, nhưng mà tại vì bà mang cái bầu đó là bà đi về, bà ở với ổng đâu một thời gian ngắn thì bà bị bầu đó. Thì người ta cho mình biết đó là cái bầu này có thể là của cái phe dính bầu của cái phe Trung Cộng đó, nó cấy cái bầu vô. Giống như nó cho cái người xem mình suy nghĩ là tại sao mà có một số người mà người ta làm việc lớn, mà người ta kiểu như dứt điểm á, thì người ta khi mà vợ người ta ngoại tình như vậy đó, là người ta cái cách xử lý đúng nhất là người ta dứt điểm, người ta không có cho cơ hội. Là bởi vì á, khi cái bà này bà về, bà có bầu thì trên cuối cái phim á, thì cái ông thủ lĩnh Mông Cổ, ổng già ổng chết đi đó. Rồi cái đứa con của bà sanh ra, nó lên ngôi. Các bạn biết không, nó lên ngôi, nhưng mà cái người mà viết cái phim, cái cốt truyện, người ta cho mình biết, thấy chưa, cái đứa con nó lên ngôi, nhưng mà đâu có biết cái đứa con này là nó là của ngoại xâm đâu.
đó, cuối phim là nó cho, nó gửi cho mình là tất cả những cái tài liệu này là nó muốn cho mình tìm hiểu về cái giống mà phụ nữ, cái giống mà tiếng Mỹ, mình nói cái giống mà female, tiếng Mỹ là female, mình nói là giống, giống là giống cái đó, đó là phái phái nữ. Tại vì Quốc muốn chia sẻ với các bạn cái câu chuyện này á, là cách nay mấy hôm đó thì ở trên mạng người ta đăng mấy cái tin đó là ở bên Việt Nam có cái em này, em vì cái mâu thuẫn gì đó em đi giết, lấy dao giết bạn gái của em. Rồi có rất là nhiều người đàn ông Việt Nam của mình á, là ghen tuông rồi đốt xăng đốt đồ. Nếu như mà mấy cái người này mà từ đầu người ta hiểu, tìm hiểu về cái phụ nữ á, thì có thể cái sự hận thù, giống như mà mình bị sốc quá, vợ của mình, người yêu của mình ngoại tình. Nếu mà mình hiểu được cái tâm lý á, là cái người phụ nữ á, là họ không, cái quy luật là họ không thể trung thành, không thể trung thành. Cho nên tại sao mà người Mỹ có một số mấy cái người trí thức Việt Nam người ta mê những cái chuyện Shakespeare. Tại vì cái Shakespeare đó nó chia ra nhiều phần, nhiều phần. Mà phần đông cái chuyện Shakespeare đó là nó viết về cái human nature, cái tâm lý của con người của mình. Đó thì khi càng đọc đó, nó làm cho mình cởi mở, nó làm cho mình cảm thấy... không phải là mình có thành kiến với phụ nữ, nhưng mà mình phải có những cái kiến thức để mình chuẩn bị, cái tình huống để mình chuẩn bị. Chuẩn bị là như thế nào? Thí dụ như bây giờ là các bạn đang có một người bạn gái đó, thì các bạn hiểu được trong lòng của bạn là tới đâu hay tới đó. Mình tốt với người ta tốt lại. Nếu một ngày người ta hết tình hết nghĩa với mình đó thì thôi đường ai nấy đi, nhẹ nhàng. Đó là cái về mình, cái hiểu tâm lý. Người ta có cái câu là tiền của vợ là của vợ, mà tiền của người chồng là cũng của người vợ. Nếu mà các bạn đi ra đường mà các bạn nói với mấy người Mỹ và dân trí thức, các bạn nói tiếng Mỹ dịch ra tiếng Việt nó như vậy: tiền của tôi là của cổ, là tiếng Mỹ nói như thế này: what is mine is her, what is mine is her, là những cái gì của tôi là của cô ta. Là bảo đảm với các bạn là phần đông người ta đồng ý hết. Phụ nữ người ta bật ra người ta cười và người ta nói là bạn là người thông minh. Có nghĩa là bạn, người ý người ta khen bạn cái câu đó là bạn đã hiểu được cái tâm lý của loài người và con người. Cho nên người phụ nữ họ đi ra đường họ ngoại tình với người khác, mà các bạn biết họ ngoại tình, mà họ ghen ngược quay lại nữa cho các bạn biết. Họ đi ngoại tình được, nhưng mà bạn không đi ngoại tình không được. Các bạn biết không? Ví dụ như người yêu vợ của bạn đi ngoại tình, bạn biết, bạn có bằng chứng, bạn bắt gặp. Ok. Tại sao Quốc nói cái vấn đề này? Là tại vì Quốc muốn cho các bạn hiểu, đó là cái human nature, đó là cái bản chất của con người, loài người. Nó đã là như vậy thì mình phải chấp nhận để mà mình có cái sự nhẹ nhàng, thanh thản ở trong cái tình huống mà mình đối phó, để mình không có bị sốc, mình không có bị đi tới cái con đoạn đường mình phải đâm giết người ta. Cái lý do mấy người đàn ông đâm giết mấy người này, mấy người yêu ghen tuông, là tại vì tâm lý là các bạn, trong lòng của các bạn thương yêu họ thật sự, các bạn yêu họ tất cả mọi thứ, các bạn chung thủy với họ, mà tại sao họ lại phản bội của các bạn? Đó là các bạn bị cái cú sốc nặng là như vậy. Nhưng mà các bạn quên rằng là những cái câu chuyện mà Shakespeare họ giết đồ này nọ, những cái chương trình mà Quốc kể giống cái đồ này nọ hồi nãy, đó là người phụ nữ họ không có chung thủy, họ không có, tiếng Mỹ nó gọi là loyalty, họ không có loyalty. Người phụ nữ không có cái principle. Nếu mà các bạn hiểu được những điều này là dễ lắm. Khi mà các bạn bắt gặp được người yêu của mình đang cặp kè với một người khác, cười vui vẻ, chia tay, vậy thôi. Nếu mà người hiểu được tâm lý,
mà Quốc đã chứng kiến được những cái điều Quốc kể cho các bạn nghe, và đồng thời Quốc cũng đã giải quyết cái vấn đề đó thời Quốc còn trẻ. Đối với Quốc vui vẻ, không có gì hết đó. Bởi vì các bạn thấy á, tại sao mà người đời người ta hay có cái câu á là vợ bé là người đến sau, mà thường hay ghen ngược lại với người vợ lớn. Tại vì đó là cái tâm lý, cái giống cái phái phụ nữ họ đã là như vậy, cái tâm lý, cái psychology họ đã là như vậy. Cho nên á, họ đi ra đường họ ngoại tình, các bạn biết họ ngoại tình. Ok, xong xuôi rồi các bạn tưởng đâu là cô ta bỏ qua, là cô ta không có còn lại. Nhưng mà họ đã làm được lần đầu là sẽ có lần sau. Nếu mà các bạn không tin đó, là mấy cái người mà người ta thông minh, mấy người Mỹ đồ ngày nọ, người ta cười các bạn thúi đầu luôn. Họ sẽ tái diện. Mà cái tâm lý nó là như thế này, để mình hiểu được đó là mình, để mình dễ, mình thoải mái với đời. Mình có những cái cách để mình cư xử nó im đẹp, nó không có làm cho mình phải đi đến mà cái nóng giận nóng tức lên mình phải giết người ta. Tại vì mình hiểu được á, khi mà người yêu của các bạn hay vợ của các bạn á đi với người này người kia, là các bạn hiểu được, các bạn nói với tâm lặng trong lòng mình á, là phụ nữ họ là như vậy, sớm hay muộn vậy thôi. Tốt hay xấu thì thời gian nó sống, gọi là sống lâu mới hiểu lòng người đó. Có thể các bạn sống 7 năm các bạn chia tay, ly dị chia tay, các bạn chỉ biết được trong cái 7 năm đó thôi. Nhưng mà nếu các bạn sống với một người 20 năm, 30 năm, có thể tới năm thứ 15 là họ xuất hiện cái true color, là cái bản chất thật của họ ra vào cái năm thứ 15 hay là năm 20. Có nghĩa là mười mấy năm, 19, 18 năm đó, họ rất là mọi thứ rất là trải qua nó như ý, nó mình cảm thấy người này chân thật. Cho nên cái câu người ta nói sống lâu mới hiểu lòng người là nó ở chỗ đó. Thì đến cái năm 20 đó, cái bản chất của họ mới hiện diện ra. Họ mới cho bạn biết cái true color. True color có nghĩa là cái bản chất thật của họ. Thì trong cái tiếng Mỹ họ gọi là true color đó, là bản chất thật đó. Bởi vì tại sao cái câu mà sống lâu mới hiểu lòng người, mình phải sống với một người đó lâu mình mới hiểu được họ. Không phải là phụ nữ mà người ta ghen là người ta thương đâu nha các bạn. Thương á, nó có nhiều cách để thương lắm. Cái ghen á, là phần đông á, là nó dính líu với cái bệnh jealousy. Jealousy là bệnh ghen tuông, nó là một cái bệnh. Tại vì bạn biết tại sao không? Thật sự mà thương một người mà người ta thương bạn á, là người ta thả bạn ra như một con chim. Cái đó mới là thật sự là tình thương, mà người ta tin tưởng bạn. Khi người ta yêu thương bạn, người ta không có quấy nhiễu bạn, người ta sẽ rất là làm cho bạn có một cái không gian. Bởi vì ở bên phụ nữ bên Nhật á, các bạn biết tại sao mà người thế giới người ta đồn lấy vợ Nhật là number one không? Phụ nữ Nhật á, là người ta có cái giáo dục cao lắm. Không bao giờ mà phụ nữ Nhật mà người ta ghen tuông chồng của người ta bậy bạ hết á. Tại vì người ta có cái nền giáo dục. Người ta không, người phụ nữ Nhật người ta có cái văn hóa, người ta không muốn cản trở người chồng của người ta. Bởi vì tại sao mà các bạn thấy nhiều trên thế giới đó, mấy cái ông đàn ông mà lúc độc thân nó chưa có người vợ đó, thì sáng chế này sáng chế nọ. Mà các bạn để ý đi, những cái ông mà đã có vợ rồi không có còn sáng chế gì nữa hết đó. Tại vì bị mấy cái người phụ nữ này có những cái bệnh jealousy này nọ đó, cản trở. Vì vậy mà bên phụ nữ bên Nhật người ta mới có cái văn hóa đó. Cho nên mấy đàn ông Nhật, mấy ông chồng á, chế phát minh, nói về mà điện tử đồ này nọ đồ, là Nhật á, họ đứng hàng đầu.
chứ mấy người phụ nữ Nhật mà người ta như mấy cái phụ nữ khác á, mà về mà khống chế, kiềm chế, điều khiển chồng mình đồ này nọ, không cho ông chồng làm này làm cái kia, thì làm sao mà các bạn phát minh sáng chế ra nhiều thứ như người Nhật được. Bởi vì ở cái chỗ mà phụ nữ Nhật á, người ta không có làm phiền đến chồng của người ta, người ta không có cản trở tới công việc chồng của người ta. Bởi vì ở bên Nhật á, là nó chế cái này, chế cái kia, chế đủ thứ chế đó. Về hàng điện tử á các bạn,